Kì kì, nhanh nhanh nhanh. Chùa con đấy nhá cả nhà. Cùng Mùi lên rừng sau ngày mưa bão. Hôm nay các anh chị hãy cùng Mùi đi lên ngọn núi kia để bắt cua đá nhá. Ở mùa mưa thì thường các khe suối ở chỗ Mùi ấy có rất nhiều cua đá. Các bạn hãy cùng theo chân. Đêm qua trên quê Mùi mưa bão rất là to. Thác nước, khe suối khô cằn, bây giờ đã có nước hết rồi. Thường sau những ngày mưa bão có nước như thế này sẽ có rất nhiều cua đá. Thời tiết mưa ẩm như thế này, tất cả những loại cây cỏ hoa lá bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ở đây Mùi phát hiện ra một loại nấm. Nấm này khi mọc rất là đẹp nhưng sau vài hôm là nó có mùi rất là hôi. Đây là chú anh chị gọi là nấm gì đấy ạ? Đó, hôm nay người đồng hành cùng Mùi sẽ là anh chồng của Mùi nha. Đó, đường lên đến đỉnh núi này khá dốc luôn cả nhà. Mệt không? Đang mùa ve sầu đi đến đâu kêu inh ỏi luôn. Đây có một cặp không biết là nó đẻ con hay là lột xác đây mọi người. Khu vực này trước đây người dân phát để trồng nương rẫy, nhưng bây giờ họ không làm rồi, bỏ hoang nên là khá rậm rạp. Khu vực này ngày xưa họ làm đồi nương ở đây, thế nên là đường đi khá rậm cả nhà. Chủ yếu là loại cỏ này, không biết loại cỏ này chỗ anh chị gọi là cỏ gì. Loại cỏ này trâu hay bò hay là những con thỏ rất thích ăn. Loại cỏ này lá non của nó cầm máu cũng rất là tốt. Cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi rồi cả nhà. Mọi người có thể nhìn thấy mây đang bay nó rất là đẹp. Lên đến đây là đỉnh núi khá cao, thế nên là nhìn thấy toàn cảnh ở khu vực dưới kia và làng Mùi sinh sống. Đây khá mát. Đây, bây giờ Mùi sẽ xuống dưới kia, sẽ có một khe suối ở dưới kia nhé. Bây giờ là hai vợ chồng Mùi bắt đầu xuống dốc và đi đến khe suối nhé mọi người. Kiểu trời mưa ẩm như thế này thường sẽ có rất nhiều ốc đá nhé, ốc núi này. Nhìn ở đây mưa ẩm như thế này, rất nhiều anh chị sợ vắt là không dám đến rồi đúng không ạ? Nhìn vậy thôi nhưng mà cũng không có vắt đâu. Đường này trước đây người dân người ta đi bẫy chuột, họ bỏ không tìm lâu rồi nhưng mà vẫn còn nguyên những cái bẫy đá ở đây. Chồng Mùi sẽ dập đi, không thì những ai mà đi qua đây không để ý là rất dễ sập trúng chân. Ở khu vực này thì đa số là đá tai mèo, nhấp nhô rất là nhiều. Điếu mà đi không đúng đường rất dễ bị trượt chân, thế nên là phải đi theo đường mòn. Những con sâu này bám này, đó, ai mà không để ý cầm tay vào nắm vào cái cây này là coi như là bị dính đòn. Đúng đến đoạn này thì cũng gần đến khe suối rồi, có nhiều chỗ có đá khá trơn và có những cây cổ thụ đổ xuống đường nên là đi cũng phải cẩn thận những đoạn như thế này. Khu vực này khá ẩm nên là bắt đầu có cua rồi. Con này bé thôi nhưng mà càng của nó cũng rất là sợ. Được một con bé nhá. Ở khu vực này đầu nguồn cũng không có nước đâu nhưng mà cũng có cua rồi. Mùi sẽ vừa đi vừa tìm luôn ở khu vực này. Đoạn suối này hồi bé thì nhà Mùi hay đi tìm lắm. Có những ngày Mùi tìm được cả một bao luôn. Đâu 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 đâu. Đây này, đây này, đây rồi. Đây rồi. Đây nha. Đây đây. Con nữa này. Loại cua đá này dễ tìm nhất đó là vào buổi tối hay là giờ trưa khoảng 9 đến 10 giờ là lúc trời hửng nắng sau cơn mưa bão thì thường nó sẽ đi tìm ăn. Đó, mọi người thấy không ạ? Bông hoa lan đẹp không ạ? Ở khu vực này rừng già thế nên là cũng có nhiều hoa lan và có nhiều cây thảo dược quý. Thường là nhà Mùi cũng hay về đây tìm. Kì kì, nhanh nhanh nhanh. Mai còn lên đây xem ấy. Thấy nhá mọi người nhá. Đây, mình bắt thêm được một con nữa nhá. Không kịp à? Yeah. Con gì nha?
Ở đây mùi cà rốt lá chua này, mình hái luôn để tối nay làm canh chua cua luôn nhé. Loại lá chua này thường mọc ở những vách đá, núi đá ẩm sẽ có. Mình cũng không biết tên của nó là gì. Người Dao Mùi gọi là gồm xui. Thường nhà Mùi sẽ lấy về nấu canh cá hay là nấu canh cua, ăn rất là ngon. Lá này khi ăn sống ấy, ăn tươi ấy, rất là chua, nhưng mà khi nấu lên lại rất là ngon. Mình ăn thử cho mọi người xem nhé. Rất là chua. Thôi, chúng có một con thôi ạ. Bây giờ mình sẽ xuống bắt thử xem nhé. Trốn vào trong rồi. Ừ, nó trốn vào đi. Ôi giời ơi. Về đây là tao. Cái con cua như là không bắt được. Cậy lên. Từ từ từ. Đây đây anh cẩn cho. Nó lại sang bên này này. Để đây đây đấy, bắt đi. Con đấy nhá cả nhà. Con này nó nhanh. Loại cua này có những con nó ở hang nhưng mà cũng có những con ở những vũng nước rất dễ phát hiện, chỉ cần đi chịu khó quan sát một chút là có thể bắt được nó. Đây, khe suối này dân người ta lấy nước ở đây. Hôm nay hôm qua mưa to nên là nước ra rất là nhiều khe suối này. Đây chính là hoa của cây đắc. Đó, một người thường hay gọi ở miền Bắc thì gọi là cây đao, còn miền Nam là cây đắc đấy ạ. Đó, nó đang mọc hoa này. Loại cây này khi mọc quả ăn rất là ngon, thường miền Nam người ta sẽ làm món chè hạt đắc, còn ở phía Bắc chủ yếu ăn củ, quả thì chưa biết ăn mấy. Người Dao chỗ Mùi gọi củ này là củ tao. Cây thảo dược này thường người Dao Mùi sẽ dùng trong vấn đề về viêm đa khớp, nhức khớp, mỏi khớp, tê bì, sẽ lấy về đun nước tắm hoặc là ngâm sông. Loại thảo dược này rất dễ nhận biết, lá bên dưới là màu đỏ, còn bên trên là màu xanh. Đây mọi người, ở đây thảo dược rất là đẹp luôn, ở đây mình chẳng nghe thấy gì luôn. Đó, dòng nước rất là đẹp luôn. Đến khu vực này thì nước nhiều hơn và đặc biệt có nhiều đá vôi thì có nhiều cua đá hơn. Đây Mùi sẽ quay một chút cảnh cho các anh chị xem, sau đó Mùi sẽ tập trung tìm cua nhé. Và đây chính là thành quả cả ngày của hai vợ chồng Mùi đây. Có bắt được một con ếch xanh cả nhà. Cua sau khi lấy về, Mùi sẽ chế biến một phần nấu canh và một phần Mùi sẽ luộc lên. Và Mùi sẽ múc băng quay cho các anh chị xem nhé. Đây là thành quả của Mùi ngày hôm nay nha. Wow, con này ngon này. Đó. Ngon lắm cả nhà ơi. Công nhận cua này rất là ngọt luôn, ngọt thịt. Càng của nó. Đó, thấy chưa? Vậy là video của Mùi ngày hôm nay đến đây thôi. Hẹn các anh chị ở những video tiếp theo của Mùi. Bữa cơm ở trên nương gặp rắn và tìm hiểu cách lấy điện của ông cha ngày xưa. Tiếp tục video trước, sau khi hai chị em Mùi bắt được gà, mang về cho anh rể làm bữa cơm trưa. Chị gái Mùi lại rủ Mùi đi tìm rau xanh. Chị bảo là nhà chị có trồng loại rau đắng rất là ngon mà người Dao mình hay trồng ở khe suối. Bây giờ chị sẽ dẫn đội Mùi đi hái lá khum kìa nhá. Loại rau này thì Mùi cũng được ăn vài lần rồi, nhất là thời tiết nắng như thế này, có một bát canh đắng thì còn gì bằng. Mùi đang theo chị Mùi để đi lấy lá đắng, loại lá mà người Dao hay trồng ở trên núi. Các bạn hãy theo chân Mùi nha. À, kia có mấy quả mớ lợn này. Đó. Mấy quả mớ lợn treo lủng lẳng chẳng ai ăn đến. Gần nhà Mùi thì chắc cũng hết rồi. Quay như thế này các anh chị bảo là ố sao ở trên rừng mà vẫn có điện vậy. Đây nha. Đó, đây là cách lấy điện của người Dao này. Cái máy phát điện này chắc chỉ có những ai mà thời 8X, 9X thì mới biết được. Mùi cũng không biết tại sao nó lại có thể phát ra điện từ cái loại máy này. Loại này thì chắc chỉ có các bác nhiều tuổi mới biết được. Ở chỗ lều chị gái Mùi chủ yếu dùng điện bằng cái này. Chỗ anh chị gọi quả này là quả gì đấy ạ? Quả này có thể ăn được nha.
Đó, ở trong nó rất là ngon luôn. Quả ăn được ngon lắm. Loại quả này người Dao gọi là cờ bam piêu. Khi chín có mật ăn rất là ngon, nhưng mà ăn sống thì hơi chát một chút. Đi một lúc cuối cùng cũng đến vườn rau rồi cả nhà. Ở đây chính là vườn rau không kìa mà Mùi muốn chia sẻ với các anh chị. Có thể nhìn thấy khu vực này chính là một loại rau mà người Dao ngày xưa hay trồng ở khe núi, khe đá. Và trồng rất nhiều. Nếu mà thời trẻ bây giờ chỉ nhìn qua như thế này chắc mọi người sẽ không nhận ra đây là một loại rau nhé. Mùi sẽ quay gần cho mọi người xem ạ. Rau này thì người Dao từ xa xưa đã sử dụng và trồng rất là nhiều. Và người ta sẽ dùng để nấu canh đắng. Rất tốt cho dạ dày nhé. Rất tốt cho dạ dày. Đây này. Đó. Và mát gan mát thận. Nó cũng là một vị thảo dược rất là quý. Đây, cô bác và anh chị có ai được ăn loại rau này chưa? Và nó tên là gì vậy? Hãy chia sẻ cùng Mùi nhé. Loại rau đắng này thì chỉ sống ở những nơi đất ẩm, khe suối. Đây, loại này thì có rất nhiều lá giống nhá. Nhưng mà chuẩn nhất là loại tự trồng như này mới nên ăn nhé. Sau một lúc nhặt thì chị em Mùi đã đủ bữa ngày hôm nay rồi. Mùi sẽ lấy thêm một ít để mang về nhà cho bố mẹ. Lá này chỉ cần một nắm rất là nhỏ thôi. Cái vị canh đã ngon rồi. Có thể nấu luôn lúc tươi hoặc là phơi khô để ăn dần cũng được. Vài lá thôi. Các bạn đã có một bát canh đắng vừa giúp giải nhiệt, vừa giúp tốt cho dạ dày đại tràng. Rất là tuyệt vời luôn. Sau khi hái xong thì mấy chị em Mùi bắt đầu mang về để làm bữa cơm trưa. Bởi vì giờ này cũng muộn rồi, khá đói cả nhà. Mùi sẽ bóc vài củ măng chút nữa cho vào canh gà. Do măng này là măng ngọt, không có vị đắng nên là Mùi sẽ nấu canh thì sẽ dễ ăn hơn. Khi Mùi chia sẻ loại măng này lên thì có rất nhiều anh chị em hỏi muốn Mùi gửi cho các anh chị. Nhưng mà loại măng này thì ăn tươi lúc đã vừa đào ra là ngon nhất. Bởi vì gửi qua anh chị khoảng 2-3 hôm thì măng sẽ không còn ngon như là lúc Mùi vừa đào lên. Nên Mùi không nhận đơn măng là như vậy. Hôm nay ở đây thì ăn cơm nấu bằng bếp củi thôi mọi người ạ. Đây. Chị là con gà nha. Còn đây chính là nồi cơm nấu bằng bếp củi, trông rất là ngon luôn cả nhà. Còn đây là gừng được trồng ở nương, sẽ cất như thế này để ăn dần. Gừng này rất là thơm nhé. Gừng này là gừng bé nên là rất là thơm luôn. Đây, con gà ngày hôm nay Mùi bắt đây. Đây, con gà này là gà mái. Các bác xem giúp Mùi xem là chân con gà này có đẹp không. Gia đình anh chị mổ gà có hay xem chân không? Còn bố mẹ Mùi thì mỗi lần mổ gà thì hay xem chân lắm. Đây đã có món ngon rồi nha cả nhà. Đây là bát canh đắng nhá. Bây giờ bát canh khôm pìa này. Đây là thịt nấu canh gừng này. Đầu tiên Mùi sẽ thử bát canh đắng trước. Bát canh đắng này giá trị nhất này. Rất là ngon luôn. Đắng. Tiếp theo là đến món thịt gà luộc. Mời cả nhà nhá. Lần nào đến mà cũng như thế này thì tăng cân nhanh lắm đấy cả nhà. Một bữa cơm rất là ngon luôn. Sau khi ăn bữa cơm trưa xong thì hai chị em Mùi bắt đầu về. Ở cảnh ở đây thì rất là đẹp, thế nên là vừa đi vừa ngắm cảnh và nghe chim hót. Đang đi thì chị gái Mùi hét to lên, bảo Mùi ơi dừng lại, Mùi vẫn chưa hiểu cái gì. Thì quay xuống nhìn dưới chân. Trời ơi, Mùi lúc này đang tim đập rất là mạnh luôn. Bởi vì tí nữa Mùi giẫm phải con rắn rất là to luôn. Đây, Mùi ơi. Do hôm nay trời rất là nắng, nên là rắn sẽ ra ngoài để tìm ăn và phơi nắng. Rất may Mùi không giẫm phải cả nhà. Với cả nó đang bận nuốt con mồi nên là nó cũng không có thời gian để đuổi Mùi. Các anh chị biết đây là rắn gì không ạ? Loại rắn này thì Mùi cũng chưa gặp bao giờ nên Mùi cũng không biết tên. Cũng rất nhiều anh chị em comment quan tâm hỏi Mùi là Mùi suốt ngày đi rừng, Mùi chia sẻ sản phẩm gì vậy? Thực ra Mùi đã chia sẻ thảo dược của ông bà Mùi rất là lâu rồi. Có rất nhiều anh chị em sau khi Mùi chia sẻ thảo dược của ông bà, họ biết đến và lấy thảo dược của ông bà hiện tại dùng phục hồi rất là tốt và chia sẻ cho Mùi cũng rất là nhiều. Cụ thể hơn thì bây giờ Mùi sẽ cho các anh chị nghe lại những lời chia sẻ của chị này nhé. Chào mọi người, đây là chị Đặng Mến. Hiện tại chị đang vào nhà bà Mùi để lấy bài thảo dược về xương khớp. Tay chị có gặp vấn đề đó là đau nhức ở cổ tay và phần vai gáy. Cũng mỏi. Đó, chị biết Mùi qua ai đấy chị? Qua một ông chú ở cùng làng. Chú đấy cũng uống thảo dược nhà em á. Cũng lấy thuốc về em xong mà chị thấy với chú ấy lấy khỏi xong chị hỏi chị lên đây. Chú ấy bị như nào đấy chị? Ngồi đấy.
chị cũng không biết nữa, hình như là bị thần kinh tọa hay là cái gì ấy. Đại khái là chú không đi được. À, chú không đi lại được nhiều đúng không? Đi lại được. Ừ, sau khi chú bảo là uống thảo dược nhà em thì bây giờ hết đau. Bây giờ thấy chú đi lại bình thường được nhưng mà... Đi làm được chưa chị? Đi làm được rồi. Đó. À, bây giờ thì đi làm bình thường, còn đi xây được rồi ấy. Ngày trước chú ở nhà chú cái lúc mà bị á, ngày nào cũng thấy nằm một chỗ thôi. Có lúc đứng dậy phải dìu ấy. Chị Đặng Mến biết qua chú giới thiệu biết đến Mùi. Hôm bữa chị ở đây thuốc nhân sơ với lại nhiễm trùng đường tiểu bên em á, uống một tháng thấy đỡ hẳn luôn rồi, bữa nay là hết thuốc á. Đây chính là niềm vui động lực của Mùi mỗi ngày, để Mùi có cơ hội lan tỏa những bài thảo dược gia truyền của gia đình ông bà Mùi đến tất cả các anh chị khắp mọi miền Tổ quốc cũng như các anh chị đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.